Dạ, LTK chào bà con trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em tên là Ớt, ở Tân Hòa, Lê Dung, Đồng Tháp. Hôm nay mình có về một chú phong trang vàng lá nhỏ và một lô linh sam song hình lá gí. Nhờ bà con trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ tiếp em nha. Rồi số điện thoại của mình là số 0944 835 066, số đó cũng là số Zalo nha các bạn. Rồi trước hết là em quay cây đầu tiên là cây số 1, cây bông trang vàng lá nhỏ. Cây em đã bao sống bao xếp nha các anh chị. Rồi đầu tiên là em đo thông số cây, cây là hoành 17, em đo lại hoành 17. Em đo hạ một cây thôi nha. Chiều cao nó 44. Cây số 1 có giá 500k. Rồi tiếp đó cũng ngay là cây số 2, cũng bông trang vàng lá nhỏ nha các anh chị. Cây đây em đã đo hoành sẵn trừ hao hết. Cây số 2 có giá là 450k luôn. Cây củ đế rất đẹp luôn. Quạnh như chứ. Hoành 14. Cây số 2 hoành 14 có giá 450k. Rồi cái đó là cây số 3, cũng bông trang vàng lá nhỏ. Cây này đã em đã đo hoành sẵn hết. Cây số 3 chiều cao nó khoảng 40. Hoành thân 13 có giá 400k. Rồi tiếp đó cũng là cây số 4, hoành 14 chiều cao khoảng 20. Cây số 4 có giá là 450k luôn. Cây đó. Tiếp đó là cũng là cây số 5. Lộn rồi. Rồi cái đó cũng là cây số 5. Hoành thân 14, chiều cao nó khoảng 26. Cây số 5 có giá 500k. Rồi cái đó là cũng là cây số 6. Cây số 6 hoành 14 có giá 450k luôn. Cây đã em đã bao sống bao ship rồi các anh chị. Rồi cái đó cũng là cây số 7, hoành thân 14, chiều cao nó khoảng 25. Cây số 7 có giá 450k. Rồi cái đó cũng là cây số 8, hoành thân 15, chiều cao nó khoảng 26. Cây số 8 có giá 450k. Cây em đã bao sắm bao ship này cho các anh chị nha. Cái đó là cũng cây là cây số 9. Cây số 9 hoành thân 14, chiều cao nó khoảng 18, lạng tắc 8 nha các anh chị. Cây số 9 có giá 400k luôn. Cây số 10. Cây số 10 hoành thân 14, chiều cao nó khoảng 22. Cây số 10 có giá là 450k. Rồi cái đó là cũng cũng là cái này là em bán ở đây là em bán cặp nha. Cũng bông trang vàng lá nhỏ rồi các anh chị. Để em đo hoành thân hạ một cây cho các anh chị xem nha. Hoành nó 15. Cây này cũng tương đương nha anh chị, em đo thêm cây nữa đi. Lộn trước rồi. Hoành 13. Rồi đây là em bán cặp nha. Cặp này có giá 700k. Bông trang vàng lá nhỏ, em đã bao sống bao ship. Chết cây nào thì có miễn có chết anh chị cho em xem rồi em đền cái khác cho các anh chị. Rồi cái đó là cũng là đây là cũng cặp số 12. Số 12. Hai cây nó cũng tương đương với nhau các anh chị. Hoành nó cũng giống vậy thôi. Tương đương. Cây này hoành 13 gử. Cây này to hơn chút. Chiều cao nó khoảng 2 tấc 3, 2 tấc 4 gì đó. Cây này cũng khoảng 2 tấc 3, 2 tấc 4. Cây này cặp này có giá cũng 700k luôn. Cái đó là cũng là cặp số 13.
Cặp này chiều cao có khoảng 26, cặp số 13. Thôi em đo quần thân cho các anh chị xem đi. Quần 13 này là em bán cặp nha. Cặp này có giá là 600k nha các anh chị. Rồi cái đó là cũng là cặp số 14. Số 14. Cặp này lùng lực đẹp nha. Cặp số 14 có giá là 650k. Cũng vành 13, 14 thôi không à các anh chị ơi. Rồi cái đó là cũng là cặp số 15. Cây này lớn nha, cây này hơi nhỏ hơn chút xíu. Cây này cao vành có 11, 12, cây này có 13, 14. Cây có củ đế hơn các anh chị. Cặp 15 này có giá là 600k luôn. Rồi tiếp đó là cũng là cặp số 16. Quỳnh thân cũng 13. Cây này khoảng 11, 12 nha các anh chị. Cặp này có giá là 550k các anh chị ơi. Rồi tiếp đó là cũng là cặp số 17. Bên đây cũng có cây lớn cây nhỏ nha, nó nhít hơn chuyện phân các anh chị. Cặp số 7 này chiều cao nó cỡ khoảng 22. Cây này lùng nha. Cây này khoảng tấc 6 à. Cặp 17 có giá 600k. Rồi quạnh nhiêu? Cây này quạnh. Đo hảo cho các anh chị xem luôn. Quạnh 14 nè. Đó. Hơn 14 em tính 14 đi, cây này chắc có khoảng 14 13 rưỡi à. Rồi cặp này là cặp 18. Cặp 18. Cặp này hai cặp hai cây cũng tương đương các anh chị. Mong các anh chị ủng hộ tiếp em nha. Cặp 18 có giá 600k. Trang vàng lá nhỏ. Rồi cái đó là cũng là cặp số 19. Trời hơi chuyển mưa hơi tối nha các anh chị. Cặp 19. Đó, cặp 19 đó. Cặp 19 có giá 600k luôn. Rồi cái đó là cũng cặp số 20. Cặp số 20. Quần thân nó cỡ khoảng 13 nha các anh chị. Là cặp 20 có giá 600k luôn. Cây đem đã bao sống bao ship. Nhà bà con trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ tiếp em nha. Đây là clip đầu tiên của em lên đầu tiên nha các anh chị. Rồi kế tiếp luôn. Rồi kế tiếp là cặp số 21 là hết bông trang vàng lá nhỏ nha các anh chị. Cặp 21. Cây này khoảng 10, cây này khoảng 12. Cặp số 21 em bán có giá là 550k. Cây đem đã bao sống bao ship cho các anh chị chơi luôn. Rồi tiếp đó là cũng Linh Sam nha các anh chị. Linh Sam thông hình lá gí nha. Rồi đó thông số luôn anh ơi. Rồi để em đo thông số cho các anh chị xem nha. Vành thân 35. 34 thôi. 34. Chiều cao. Chiều cao đỉnh xuống mặt bầu là 51. Đường kính bầu 32. Mình xem thông hình lá gí có giá là 1.700k luôn. Rồi cái đó là cũng Linh Sam thông hình nha các anh chị. Đây là có mã số là số 2. Rồi để em đo hoàn thành cho các anh chị xem luôn. Đó. Cây có dáng hết. Đó, hoành là 40. Đó. Hơn 40 mình tính 40. Chiều cao là 41. Đường kính bầu 35. Rồi quay đế xương xương lên đây. Rồi. Là Linh Sam song hình nha các anh chị.
Cái số 2 có giá là 1.700.000 luôn. Rồi. Cái này là cũng là cây số 3. Cây số 3, cây này có lỗ chút xíu các anh chị, để em đo hoành thân cho các anh chị xem. Cây này em bán nới cho các anh chị chơi luôn. Hoành thân nó 40. Chiều cao nó 32. Kính bầu nó 30. Cây này nó có lỗ chút xíu các anh chị. Mà không sao, lên sam người ta chơi lỗ được mà. Số 3. Rồi cây số 3. Để em đo thông số cho các anh chị xem nha. Rồi cây này có số 3 này có giá 1.000.000 đồng. Rồi tiếp đó là cũng cây số 4. Cây đây em đã bao sắm bao xếp các anh chị. Cây số 4. Để em đo hoành thân cho các anh chị xem luôn. Cây này cũng có dáng thế hết. Vành mưa 35. Đó. Chiều cao nó 49. Kính bầu 35. Cây này là cây số 4. Cây số 4 có giá 1.600.000. Rồi tiếp đó cũng là cây số 7. Cây số 7. Để em đo hoành thân cho các anh chị xem luôn. Hoành thân nó 36. Chiều cao 43. Kính bầu 34. Rồi, quay xương dương có dáng lên này. Đó, cây số 5. Cây số 5 có giá 1.700.000. Cái đó là cũng cây số 10 các anh chị. Cây số 10, cây này lùng lực. Cây số 10. Để em đo hoành thân cho các anh chị xem nha. Hoành thân nó 37 các anh chị ơi. Đây là chiều cao ngắn thôi. Chiều cao nó 22. Để em đo được kính bầu cho các anh chị xem luôn. Kính bầu 32. Rồi đó, tàn bay luôn anh ơi. Đây cái tàng bay nó 23. Cái này nó có lỗ chút xíu nha anh chị. Cái số 6 có giá là 1.500.000. Đó. Để các anh em xem đi. Cái đó là cũng là cây số 7. Tinh sam trong hình nha các anh chị. Cây đem đã bao sống bao ship, bao hết toàn quốc luôn. Đó. Cây vành to to không các anh chị. Đó. Các anh chị xem hình dung nha. Số 7 đem đồ hoành thân cho các anh chị xem luôn. Hoành thân 31. Chiều cao 54. Kính bầu 39. Đó. Cây hai thân nha. Một gốc hai thân. Đó. Cây số 7. Cây số 7 có giá là 1.600.000 luôn. Cái đó là cũng là cây số 8. Cây số 8 hai thân. Một gốc hai thân. Để em đo bình thân cho các anh chị xem nha. Đó, ngay cái eo nhỏ nhất á. Hoành thân nó 33. Được thước. Chiều cao 42. Đường kính bầu 34. Cây đế to to không. Cây số 8 có giá 1.600.000. Cái đó là cũng là cây số 9. Cây số 9 cây. Cây dáng bay các anh chị. Hoành thân 33. Chiều cao 38. Đường kính bầu 30. Cành bay của nó 34. Hình sam song hình. Cây số 9 có giá 1.600.000.
Rồi tiếp đó cũng là cây số 10. Cây số 10. Để em đo hoành thân cho các anh chị xem. Hoành thân 32. Chiều cao 52. Cành bay nó ra là 29. Mình tính bầu 32. Đó, các anh chị hình dung cây hoành to to không các anh chị. Cây số 10 có giá 1.600.000. Rồi tiếp đó là cũng là cây số 11. Cây số 1 để em đo hoàn thành cho các anh chị xem. Hoàn thành 31. Chiều cao nó 49. Đường kính bầu 34. Đó. Hình xăm xong hình. Hình xăm xong hình có giá 1.600.000. Số 11, mã số 11 nha. Các anh chị miễn có chốt thì nhớ mã số giùm em nha. Nhớ ngày nha. Rồi tiếp đó là cũng là cây số 12. Cây số 10. Để em đo hoàn thân cho các anh chị xem luôn. Hoàn thân 37. Rồi 12 cây tam tại luôn nha. Chiều cao nó 46. Chiều kính bầu nó 29. Đó. Cây này nó có lỗ một chút nè các anh chị. Cây này bán nó cho các anh chị chơi luôn. Số điện thoại của em là 0944835066. Đó là cũng là số Zalo nha các anh chị. Đó. Cây này bán nói luôn, cây này nếu như không nó có lửa chút đỉnh này các anh chị không chơi thì đó. Đó, chị lấy gì đó. Cây này có giá em bán cho giá là 1 triệu thôi. Cây vành vành lớn. Cây 13. Cây 13 dáng bay nha. Em đo hoành thân cho các anh chị xem luôn. Đó. Cây này nhỏ mà đẹp. Hoành thân nó 29 nè. Chiều vai nó 62. Đường kính bầu 32. Đó, các anh chị hình dung nha. Đó, dạ, các anh chị muốn chơi sao chơi. Số 13 có giá 1.600.000. Cây này nó có ấy da chút xíu mà các anh chị không có đáng kể hết trơn. Linh sam thịt đá cứng lắm. Không có một bọng gì chứ. Đó. Rồi, tiếp đó là cũng là cái số 14. Cái số 14. Em đo cho em hoàn thành cho các anh chị xem luôn. Hoành thân 36. Chiều cao 50. Kính bầu 32. Đó. Cây đế chải đều nha các anh chị. Đó. Linh xăm trong hình. Cây này về các anh chị nuôi 2 năm là cây này rất đẹp nha. Cái số 14 cái giá 1.700.000 luôn. Nó cái thẹo này không có đáng kể các anh chị. Rồi cái đó là cũng là cây số 15. Cây này là cây cuối clip nè các anh chị. Mình xem xong hình. Số điện thoại của em là 0944835066. Hoành thân 32. Chiều cao 55. Đường kính bầu 32. Đó. Cây nào cũng nở hết á.
cây này cũng là cây cuối clip rồi các anh chị. Hồi giá lắm à. Nhớ là cho ủng hộ tiếp em nha. Rồi giá luôn. Cây số 15 có giá 1.700.000. Rồi tiếp đó là cây bông trăng nhỏ lá đỏ rồi các anh chị. Đó. Đánh đô bình thân này. Bình thân 15. Chiều cao 24. Tán rộng nó 44. Chậu 25. Rồi giá luôn này. Cây bông trang đỏ lá nhỏ có giá 2.400.000. Rồi cuối clip cũng xin cảm ơn bà con em xem kênh LTK nha. Mong bà con ủng hộ tiếp em, là số điện thoại của em là 0944 835 066. Xin chào tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc.